show ngày Tết, Hồ Quang Hiếu bất chấp nguy hiểm nhận diễn cả múa cột, múa lửa, nuốt kiếm. Dòng trạng thái than thở ấy show của nam ca sĩ khiến ai đọc cũng bật cười. Tết Nguyên Đán 2019 đang đến rất gần. Trong những ngày này, ai ai cũng tất bật với công việc để tận hưởng một cái Tết ấm no và nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Nhìn chung, nghệ sĩ nào cũng đắt show ở thời điểm cuối năm. Bởi các sự kiện giải trí, chương trình ca nhạc diễn ra triền miên, thế nhưng niềm vui của đồng nghiệp có vẻ như lại là nỗi buồn của Hồ Quang Hiếu. Cách đây ít giờ, giọng ca Con Bướm Xuân đăng tải bức ảnh gương mặt buồn hiu trên trang cá nhân, đính kèm dòng trạng thái gây chú ý. Hồ Quang Hiếu tâm sự với mọi người: "Qua bức ảnh này, em muốn nhắn nhủ tới anh chị bầu show là em vẫn ấy show nhé. Tết nhất đến nơi, bạn bè đồng nghiệp tức bực chạy show mà em vẫn còn rảnh rỗi, ngày ngày đi uống cà phê, râu còn chả thèm cạo. Không mong muốn tình trạng ăn không ngồi rồi tiếp diễn ra. Tình của Bảo Anh bất chấp, có show gì inbox em nhé. Múa cột, múa lửa, nuốt kiếm em nhận hết. Kiếm ít tiền cuối năm mua sữa cho con bú." Vì ấy show nên Hồ Quang Hiếu bất chấp nhận diện cả múa cột, múa lửa và nuốt kiếm. Đọc dòng trạng thái của nam ca sĩ mà người hâm mộ không nhịn nổi cười. Hồ Quang Hiếu trước nay nổi tiếng là ngôi sao ca nhạc đắt show, đặc biệt là show diễn tỉnh ai ai cũng hiểu, những gì anh ca tháng chỉ là giỡn cho vui. Chính vì thế các fan không quên trêu chọc lại giọng ca họ Hồ: "Anh nuốt được kiếm cơ à? Có múa cột luôn à anh, xuất sắc thế, lạy hồn nuốt kiếm luôn." Trước đó, Hồ Quang Hiếu vốn đã nổi tiếng là thánh hài trên mạng xã hội. Sự vui tươi, dí dỏm của nam ca sĩ được thể hiện qua từng dòng trạng thái, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. "Tự nhiên, mình trinh trắng như ngày đầu tiên." Hồ Quang Hiếu lên án thợ make up vì tô vẽ quá đà cho mình. "Khi ai đó hỏi tôi thế nào là một chàng trai tốt, tôi im lặng, đơn giản chỉ vì tôi không muốn kể cho bất kỳ ai nghe về cuộc đời mình." Những dòng trạng thái dí dỏm của Hồ Quang Hiếu khiến fan thích thú. Sau một thời gian suy nghĩ, anh nhận ra rằng mình đã suy nghĩ được một thời gian. Chụp chung tấm hình rồi nghỉ chơi, dạo này trong giấc mơ cứ xuất hiện bóng dáng gái lạ mà đã kịp nhìn mặt đâu. Dạo này tự thấy bản thân ngoan hiền và ít nói hơn trước rất nhiều, có khi nào một thời gian nữa chuyển qua câm luôn không ta?